Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi tìm hiểu về một chiếc bọc tay cầm cánh cửa ấy mọi người. Được làm bằng cao su nha. Chiếc tay bọc cánh cửa này thì nó giúp cho cánh cửa nó không va chạm vào trong tường ấy mọi người. Sẽ không rơi tiếng kêu hoặc là cũng không làm ra những cái hiện tượng như là vỡ kính nhá. Đây, cái này khi mà nó tiếp xúc với tường thì nó sẽ đỡ cản lực của cánh cửa lại nha mọi người. Chiếc tay bọc này được làm bằng cao su mọi người nha. Rất là dẻo mọi người ạ, rất là mềm. Mình mua về để bọc cái tay cầm quai và cánh cửa ấy mọi người. Thì khi mình mở ra thì sẽ tránh tiếng ồn, tránh đập vào tường và tránh tiếng ồn. Rồi có thể tham khảo đồ vật này nha. Mình mua trên Shopee mọi người ạ. Để em cái này nó cũng khá là rẻ thôi mọi người ạ. Các bạn chỉ cần lên Shopee và gõ tay bọc qua cánh cửa bằng cao su nó sẽ ra nha. Có mấy nghìn một cái như thế này mọi người. Nên mẹ có mua gốm cho con đâu. Đi vô trong nhà đi. Mẹ đang làm việc mà ra đây nói cái gì thế? Cái này là cái lỗ mọi người này, dùng để đút vào cái tay cầm nha mọi người, tay cầm qua cánh cửa. Màu sắc của nó là màu xám mọi người nhé, màu ghi, màu sắc là màu ghi mọi người. Nó là màu cao su, nó khá là bền mọi người.
tính từ đây đến đây này, mà đây phép trường. Cô có làm theo mẫu xem làm châu cái gì mà châu, con không biết làm theo mẫu à? Video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.